Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng đây là gần ngay cái chỗ quốc lộ 56 ở Châu Đức. Đây xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Diện tích ở cái lô đất này này là 1,66 hecta. Chính xác nó là 16.625 mét vuông. Thì có 320 mét đất thổ cư rồi. Có chứng chỉ quy hoạch ở đây là đất xây dựng kinh doanh, đất sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại. Thì hiện tại đang có một vài cái nhà kính ở bên trong. Từ đây ra quốc lộ 56 chỉ khoảng hơn 100 mét thôi. Cái này vẫn thuộc thành phố Bà Rịa. Dạ đúng rồi. À vẫn thuộc thành phố Bà Rịa. Vẫn thuộc thành phố Bà Rịa. Thuộc Hòa Long hả? Dạ. Hòa Long, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Đây cái nhà kính, bên trong có nhà kính này. Cái chiều ngang của cái mảnh đất này tương đối rộng. Đó. Cái bãi tít này cũng phải gần ngang gần tới 100 mét đó. Và từ chỗ đất này đi ra đường quốc lộ kia, quốc lộ 56 kia đây cũng khoảng hơn 100 mét thôi. Đó, cái xe nó đi ngang qua đó. Đấy, cái xe máy nó đi ngang qua đấy. Thì chính là đường quốc lộ đấy, ô tô đi qua đấy. Đây, nhà kính đây. Giá bán cho cái lô đất này là 17 tỷ rưỡi. Hôm nay tôi đi khảo sát ở đây thì tiện thể tôi quay video luôn để xem quý vị nào có nhu cầu mua ở đây á. Một lô đất này có thể phân lô được. Thì alo cho tôi nhé. Theo số điện thoại là 0909 889 678 và 0915 699 112. Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Ở đây đang trồng ổi. Đường này là thông về Tóc Tiên, Phú Mỹ, Châu Pha, Bà Rịa, thông ra nhà máy nước Bà Rịa.